Và các bạn trong chương trình Bạn Có Tương Lai, chương trình lịch sử phối hợp của MCV cùng với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, được phát sóng vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần. Xin chào quý vị. Mỗi tuần trôi qua rất là nhanh, ta cùng nhau gặp lại ngày thứ hai đầu tuần để có những cái niềm vui, để tràn đầy năng lượng. Và với chương trình Bạn Có Thực Tài, ai có đầy đủ niềm tin, bản lĩnh và muốn thể hiện tài năng của mình, hãy đến sân chơi chúng tôi. Trước khi đến với các đội chơi ngày hôm nay, chúng tôi xin chào đón 50 vị giám khảo khán giả. Cái thứ hai cũng vô cùng quan trọng, đó là ban giám khảo chuyên môn. Giới thiệu đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Phương Thanh, danh hài Minh Nhí, bà mối Cát Tường. Và người thứ năm là một chiếc ghế còn trống, đó là giám khảo khách mời. Và giám khảo khách mời ngày hôm nay là ai thưa quý vị? Mời tất cả quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để hướng về sân khấu. Lê Quang, lâu quá không gặp khán giả, mà lâu quá cũng gặp Quyền Linh. Năm rồi đó. Năm hả? À? Lo chạy show nhiều quá đúng không? Đó có. À, trong năm qua thì anh có những sản phẩm âm nhạc thế nào hả Lê Quang? À, thì trong năm qua thì Lê Quang cũng làm được nhiều việc. À, tất cả những cái live show Mỹ Tâm, rồi tất cả Duyên Dáng Việt Nam 30 năm báo thanh niên, rồi tất cả mọi cái. Và cái điểm vui nhất lúc nào cũng muốn tới những cái sân chơi như thế này để gặp được những khán giả yêu quý. Cảm ơn Lê Quang rất nhiều. Và hy vọng ngày hôm nay anh sẽ tìm ra những cái điểm sáng của những cái tiết mục trong chương trình Bạn Có Thực Tài. Sợ nhất là anh Lê Hoàng thôi. Sợ báo ông lại anh Lê Hoàng. Rồi nào, xin mời anh ngồi kế Lê Hoàng. Rồi. Thưa quý vị, có một cái điều mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng biết, đó là người tâm huyết mà người luôn luôn dành trọn cái trái tim mình cho Bạn Có Thực Tài, đó là anh Minh Nhí. Thưa quý vị, có một tuần trước nữa anh không xuất hiện, lý do tại sao anh không xuất hiện? Kính thưa quý vị khán giả, là tại vì lý do có chuyện gia đình. Nhưng mà hai tuần đó thì Minh Nhí cũng theo dõi. Minh Nhí nghe nói là cái tuần vừa rồi cũng rất là khó khăn cho ban giám khảo, là có không biết là so kè giữa hai nhóm gì đó. Minh Nhí nghe kể lại và mọi người nói là nếu như có Minh Nhí xuất hiện chắc có lẽ gây lộn với anh Lê Hoàng nữa. Anh luận thôi, chứ còn ở ngoài đời Minh Nhí vẫn là đàn em của anh Lê Hoàng. Bây giờ tiết mục đầu tiên còn nóng sân khấu không quý vị? Tiết mục đầu tiên có hài hước hay không? Tiết mục đầu tiên như thế nào? Mời quý vị hướng về màn hình. Chào bạn. Chào. À, bạn đi hát lâu chưa? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Hoàng Dũng. Công việc hiện tại của em là hàng tối đi hát dạo bán kẹo kéo ạ. Mỗi đêm như vậy bạn đi hát chắc bạn cảm nhận được những cái không khí xung quanh đường phố Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mình cảm nhận xong rồi mình ngồi mình lặng lẽ mình khóc không bạn? Khoảng thời gian đầu đi thì cũng rất là tủi thân.
Tại vì mình không có biết được là họ có chấp nhận mình hay không. Có người người ta chấp nhận, người ta thương, thì người ta ủng hộ. Nhưng mà cũng có người người ta không thích, rồi người ta đuổi đi, rồi người ta chửi, người ta nói mình làm ồn. Thì nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là những cái bước nhỏ trong cái cuộc sống của mình. Thì mình cố gắng mình nuôi dưỡng đam mê, rồi mình làm hết sức, rồi mình hy vọng một ngày nào đó thì sẽ có người chấp nhận. Chúng ta sẽ có 3 phút để trình diễn. Bây giờ mình dẹp qua tất cả những cái gọi là mưu sinh tất bật trong cuộc sống. Hãy sống bằng âm nhạc, sống bằng 3 phút này. 3 phút bắt đầu. Bạn có thích say Sài Gòn có cơn gió nào nhà bay qua tán cây xanh mềm à sương long lanh như còn bâng khuâng chờ đợi điều gì khi ánh dương vừa lên trên không trung ngàn tiếng hót rộn ràng đôi chim bay gọi nhau cười đùa bên nắng mai thấp thoáng xa xa bao đôi tình nhân qua Sài Gòn ngập tràn trong lời ca nào ta hãy cất tiếng hát vang lên Sài Gòn ơi đôi lúc mưa rơi chỉ là thoáng qua trong đời rồi ngày mai đây thì bình minh thức giấc lại thêm một ngày để yêu thương đừng không nữa hãy tươi cười lên Sài Gòn ơi cho sớm mai sau kỷ niệm là nỗi đau tôi phải ra đi về một nơi xa lắm nhưng trong tim hoài khắc sâu phố Sài Gòn trên không trung ngàn tiếng hót rộn ràng đôi chim bay gọi nhau cười đùa bên nắng mai thấp thoáng xa xa bao đôi tình nhân qua Sài Gòn ngập tràn trong lời ca nào ta hãy cất tiếng hát vang lên Sài Gòn ơi đôi lúc mưa rơi chỉ là thoáng qua trong đời rồi ngày mai đây khi bình minh thức giấc lại thêm một ngày để yêu thương đừng không nữa hãy tươi cười lên Sài Gòn ơi cho dấu mai sau kỷ niệm là nỗi đau tôi phải ra đi về một nơi xa lắm nhưng trong tim hoài khắc sâu phố Sài Gòn tôi phải ra đi về một nơi xa lắm nhưng trong tim hoài khắc sâu phố Sài Gòn. Đây là bài sáng tác của bạn thì rất là dễ thương mà có cái bài tôi trong đó nữa là đi về một nơi xa lắm. Đó, đi về xa lắm. Rõ ràng thì bạn sáng tác được. Nhưng mà có một vài khúc thức thì có vẻ nó hơi gượng ép chút xíu. Nên thì có thể là chỉnh sửa lại hoặc là một bài hát sau này mình làm nó gọn gàng, nó gãy gọn hơn. Thì khán giả họ dễ tiếp nhận hơn. Cái bài này chưa có ổn. Chị nghĩ là em hát những bài quen thuộc nó sẽ ổn định hơn cho em. Còn cái bài hát này nó chỉ là tạm thời là mới tạm thời cho em thôi. Chưa có phát huy được hết tất cả những cái khả năng của em cho thật là nhiều. Bởi vì khi cái accord phải không anh Quang? Accord trong bài hát mà bị khựng là em đánh đờn nó cũng sẽ bị khựng. Cho nên như vậy nó sẽ làm gián đoạn cảm xúc của người nghe tới với em. Cho nên cái bí quyết mà để đông khách là mình phải liền mạch cảm xúc. Thì người ta nghe, người ta tới thì mình bán nó mới lời được nhiều. Đây đi thi chứ đây không phải đi bán kẹo kéo. Cái này là cái cảm xúc này để mình còn mưu sinh ngoài cuộc sống. Nếu mình không có mưu sinh được trong cái cảm xúc trên sân khấu và đời thường nó gần như là tương tác với nhau. Nó đều là mưu sinh hết. Cho nên là mình phải có một cái thói quen là liên kết tất cả mọi cảm xúc từ trên đời, từ dưới cuộc sống hàng ngày cho tới lên sân khấu thì nó mới sâu sắc được. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng em. Bạn có người yêu chưa? Em có gia đình, em có được hai cháu. Hai cháu? Dạ. Rồi bà xã làm gì? Dạ, bà xã em thì hiện tại đang làm nhân viên. Cũng chia sẻ thêm là do em đi làm nghề này á, nên thành ra em không được gia đình chấp nhận. Nên thành ra hiện tại là có những cái lý do tế nhị mà em không có được sống chung với gia đình. Tại sao? Dạ, tại vì họ không chấp nhận một người hát dạo giống như em. Ồ,
Cái này là một cái điều mà đa số, đa phần nghệ sĩ hay vướng vào những cái bước khởi đầu lắm. Giống như là ngày xưa Phương Thanh mà đi hát cũng không, gia đình không có chịu. Cho nên là vượt qua cái tâm lý ban đầu rất là quan trọng. Ví dụ lỡ như hôm nay nha, nếu mà em thể hiện xuất sắc, em đạt được cái giải thưởng thì gia đình sẽ nhìn em khác. Cho nên hồi nãy anh Lê Quang có nhận xét là để cho nếu em quay trở lại Bạn Có Thực Tài, em phải xuất sắc hơn và em giành được cái phần thưởng đó rồi á, thì cái gia đình của em, những cái người ví dụ như là họ chưa có hài lòng với cái, họ sẽ nhìn em khác. Cho nên là cái đầu tiên mình phải thuyết phục bằng tất cả, bằng sự hoàn hảo của mình. Tất cả những cái điều anh Quang nói hồi nãy là về chuyên môn cho em là em đền được á, thì em phải cố gắng sửa ngay rồi em quay trở lại Bạn Có Thực Tài, em thuyết phục lần nữa cho chị. Ok, còn bây giờ ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thanh 9,5, Lê Quang 9, Minh Nhĩ 9, Lê Hoàng 8, Cát Tường 9 điểm. Tổng cộng của bạn Hồ Hoàng Dũng là 46,5 điểm. Vậy vậy khó mà tập mỗi lần một tiết mục vậy, người ta phải tập với các chú khỉ bao nhiêu lâu? Nó 6 tháng đến 1 năm. Dạy khỉ thì mình nói nó nghe hay là mình ra làm một động tác anh? Trước khi dạy anh cầm xe, đi xe đạp đi. Thì bắt đầu mình bắt cho nó túm hai tay, bám hai chân vô cho nó quen đi để thời gian, rồi bắt đầu với cho nó đạp. Anh kêu nó dừng lại, anh nói dừng lại, nó dừng không hay là phải ra dấu? Hồi nãy anh Linh không có để ý là cái lúc mà để khỉ mà nhảy là anh cũng phải nhảy đúng không? Để nó nhìn thấy làm theo đó chứ. Bây giờ đâu dẫn hai chú khỉ ra lại coi. Đó. Thấy không? Phải làm động tác. Thôi đứng lên. Trời. Này 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 này. Cười, cười, cười. Cười. Bắt tay. Cười. Quá trộn ra. Cười. Nói chung đây là một trong bộ môn cũng rất quen thuộc với các em nhỏ.
nó tạo nên nhiều cái niềm vui. Vấn đề bây giờ thử ban giám khảo có một cách nào làm cho nó vui hơn nữa. Vui hơn á. Thật ra cái đoạn cuối á, mình chạy một vòng nó bị lâu quá. Cái nó bị dư cái thời gian, nó uổng. Nó là em phải có thêm chiêu trò gì cho nó hề. Sao? Trời ơi, khỉ chứ đâu phải người đâu mà muốn làm theo ý người được. Thì bởi vậy mới là bạn có thực tại. Mà khỉ nó khác nha, người nó khác nha. Khỉ nhiều khi muốn làm là muốn làm thôi. Nhiều người nhiều khi nói còn không chịu nghe theo chứ đừng có nói khỉ. Anh ngủ với khỉ, ngày đêm nói chuyện với khỉ. Trời đi. Cao quá. Anh nói sao cao mà khỉ nó nghe được. Trời rồi. Trường đại học sân khấu hỏi cao quá. Rồi bây giờ ta sẽ có số điểm cho thứ mục giải trí. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9 điểm rưỡi, Lê Quang 8 điểm rưỡi và Lê Hoàng 8 điểm. Anh Tấn Trung có số điểm là 45 điểm. Chào ban giám khảo coi. Hả, chào ạ. Chào. Ôi. 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 Đừng có lột áo. Chị ơi, che chú đã. Phải áo vô. Cho điểm nhỏ quá nó tuột quần tuột áo luôn à. Chết rồi, chết rồi. Chào rồi kìa. Ồ. Mà nó tuột cái quần nhanh vậy đó. Bà sexy, bà chào luôn. Ồ. Thấy không, kịch bản dành cho khỉ không bao giờ giống của người. Cứ đòi hỏi. Chúc mừng anh. Như hơi rung đúng không? Thì hỏi cái em mà khăn rằn kìa không có dòm lên. Sợ quá gục mặt luôn. Cầm cái video coi. Thấy chị Cát Tường đẹp quá, lồng lộn quá. Làm gì cứ nhìn dưới đất hoài vậy? Nhìn đó, không dám dòm lên. Hả? Em thấy chị Cát Tường đẹp quá, không dám dòm. Trời ơi. Nói vài câu đi. Nó mà nhát quá đây chị ôm cho nó bản lĩnh lên nè. Ôi vô Cát Tường bị thua. Yeah. À, đó. Nè quay ôm chị Cát Tường cái nữa đi con. Đừng ôm bệnh. Ôm chị Cát Tường. Thôi ôm đi đó. Rồi. Thôi cầm luôn đi. Nói câu chào khán giả đi. Dạ, chào khán giả. Thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác. Bình chọn cho các bạn. Các bạn có 2 điểm công. Có dàn dựng, có kịch bản, có hoành tráng. Bao nhiêu diễn viên thế này, đó là một ưu điểm rất là lớn. Nhưng mà nhược điểm thì cũng to vô cùng. Đã có 3 diễn viên là về nguyên tắc là ai cũng phải có đất diễn hết. Ở đây từ đầu tự nhiên là có 2 người ra để mà chết. Tại người ta có 3 phút, người ta muốn nâng cao cái nhân vật đi. Đúng rồi, nó phải có, nhưng mà nó phải có cái đồng đội. Không, tôi kỳ này tôi lại rất là ủng hộ anh Lê Hoàng. Cái đánh giá của mình á là
thí dụ như ở trong tù thì ai cũng bất khuất hết đúng không anh? Nhưng mà có cái người anh hùng hơn, anh hùng nhất có nghĩa là ông Lý Tự Trọng, ok. Nhưng mà hai những cái người khác cũng phải đánh chút xíu đã. Rồi hai chết. Anh ơi, con giống như bé bé. Cái gì bây giờ anh này là vậy thì mới thấy đi. Nè bây giờ em tưởng tượng đi, một hồi nãy như cháu này mà đánh một hai cú đi sẽ được vỗ tay không các quý vị khán giả, sẽ được vỗ tay không? Nó không đúng với thực tế. Thực tế là con nít không biết đâu đánh đâu. Không em, không, nhưng mà mình đã dàn dựng mình phải cách điệu lên chứ. Còn khi mà em bị bắn cũng phải có một cái cảm giác đúng không anh? Bắn cái đùng cái mặt anh em như mặt bàn á là không được. Anh Lê Hoàng anh nói là không lẽ đem nhân vật ra chết đúng á. Đúng nhưng rồi. Nhân vật đem ra để chết giống như xưa anh làm trái chim chó sói á. Anh cho tôi đóng vai từ đầu cuối bịt mặt không cái mở cái mặt nó đập cái bẹp cái chết. Tôi hận tới giờ luôn. Anh có cho tôi diễn đâu. Thật ra trước khi diễn là nãy cô đã nhắc con rồi. Con cô nói là lúc diễn thì ngẩng cái mặt lên nha, cô biết rồi. Tự nhiên ba người nội giơ cái tay tiến lên không cũng lọt chọt nữa. Người tay trước, người tay sau mà cái mặt bả cứ cúi xuống vậy không à. Mà cái khúc trời mà nó nhảy đó, một cái rầm á, nó nhảy lúc chết một cái rầm thấy đẹp quá. Em tưởng đâu nó nhảy một cái rầm xong rồi nó quánh, té ra nhìn lại nằm xe lại, nó nhảy con cá. Nhưng nói cái góp ý đó là những cái góp ý để mà các em hay hơn. Nhưng thật ra tiết mục của các em á là có cái không khí là một nè, đánh võ rất là ok. Cái đó cái thứ hai. Cái thứ ba là tôi rất thích cái tinh thần bất khuất của thanh niên mà các bạn tả lại. Để Phương Thanh binh dân võ chút xíu, tại Phương Thanh hay đánh nhau lên biết mà. Người nhà võ là không có nơi nhiều, tất cả đều là nội tâm nội lực ở bên trong hết. Cái sự nhút nhát bao giờ thì cũng có, đâu phải ai đánh là được hay được liền. Nhưng mà tôi luyện hàng ngày thì cái sắc khí nó mới lên được, nó mới đủ mạnh để mà ra trận. Thì không phải là ra trận ai cũng đánh được đâu. Có những người ra tới nơi bên kia nó hét cái là bên này cũng mệt liền rồi. Cho nên là nếu mà theo như Phương Thanh nghĩ á, là bạn này cũng tròn vai lắm. Tại vì cái đầu tiên không có lên được thì nó quất một cái nó mới rớt xuống. Chứ còn nếu mà hùng hồn thì nó đã đánh được rồi. Cho nên cái vai của bạn là vai hơi yếu đuối. Nếu mà xét theo kịch bản á, đúng dài, không? Đúng không khán giả? Cái vai là vai yếu đuối. Không, cái vai này mà gọi là... Bây giờ gây lộn nữa. Bây giờ khoan, cho. Hồi nãy có Phương Thanh trong đội hình này đi. Đảm bảo bên đó Lý Tự Trọng, bên này cũng Bùi Thị Xuân quýnh là banh sát mấy đội này luôn. Không phải, nhưng mà Chanh phải hiểu một điều là vậy nè. Khi mình đưa lên sân khấu có chỉ có ba nhân vật thôi, là ba nhân vật này là điển hình cho thanh niên, đúng không anh, cho cái thời đó. Không, bây giờ không cãi nữa. Bây giờ vô vị trí ngồi thôi xuống. Nãy em định nói mà không dám nói. Và bây giờ số điểm của ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Tôi nói vậy thôi, góp ý vậy thôi. Mười, trời đất ơi. Phương Thanh 10 điểm kìa. Trời ơi. Lê Quang 9 điểm. Lê Hoàng 8 điểm rưỡi. Cát Tường 9 điểm rưỡi. Đúng rồi, tôi giống Cát Tường. 9 điểm rưỡi. Tổng số điểm của các bạn có được là 48.5. Quá trời bản lĩnh đi. Lắm anh tin. Con chào ba giám khảo, tên là Du Quốc Anh, nickname tên là Bé Tiên Tiên. Hôm nay con 4 tuổi, con hát bài Liên Khúc Cả Nhà Thương Nhau. Cái gì kỳ vậy? Ra là làm một hơi chưa có giới thiệu gì trơn à. Ba mẹ con làm gì? Ba mẹ con ở nhà, con ba con đi hát. Ba đi hát hả? Hát hay không? Không, hát không hay. Con với ba con ai hát hay hơn? Con. Có khi nào con chỉ là ba con hát không? Không. Vậy chứ ai chỉ con hát? Ở nhà con tự mở đĩa con nghe con hát. Tự mở đĩa luôn. Từ lúc mấy tuổi con mở đĩa coi được rồi? Mới 2 tuổi à. 2 tuổi biết mở đĩa rồi. Dễ sợ luôn. Nói xong vỗ tay luôn. Cái mặt nghe thương quá. Con có hay đi hát ở sân khấu không? Có. Hát mỗi lần gì được nhiêu tiền? 3 triệu. 3 triệu. Trời ơi. Quá nhiều. 3 triệu. 3 triệu. Hên Phương Thanh. Mẹ leo đây ngồi luôn đi. Ăn
thịt tôi luôn đi. Mỗi lần diễn tôi diễn có 100.000 à. Ở đâu ra 3 triệu? Ăn thịt tôi luôn đi nè. Trước mà không vô vòng trong có về buồn không? Buồn hả? Ba có la không? Không. Ba nói sao? Dễ vô ngoại ra. Không có la hả? Không. Không ai la chừng hả? Không. Không lẽ chú Linh giỡn với con hoài chứ khoái quá. Sẵn sàng rồi ha? Dạ. Rồi, 3 phút dành cho con. Bắt đầu. Bạn có thịt sai. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống cha. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa lời nhớ nhặt nhau là cười. Cười. Hết. Hả? Ba giám khảo vô. Vô gì? Dễ thương nhất mà đeo lộn mấy kiến. Open Gangnam Style. Quýnh ha, đeo lộn quýnh. Sao đeo lộn vậy con? Thở cho em thở. Sao đeo lộn kiến vậy? Mệt nhảy quyết liệt, không khí thiệt. Vô. Ơi, nhét vô như người lớn rồi trời. Thôi cái sạch này áo dạ. Sao vậy? Cho chú đi mà. Gãy. Hả? Gãy. Cho chú đi. Sợ gãy. Sợ gãy. Mai mốt á, mà nhảy á, cái đoạn đó nói sao ta phải nói sao mà nhảy một cái đoạn nó dài quá mà có bao nhiêu động tác đó thì nó rất là nhàm nếu mà nói về biểu diễn. Nhưng mà bây giờ chú Minh Nhí cũng thấy con có 4 tuổi à. Con cũng góp ý mà chuyên môn quá con cũng hiểu nhưng mà thôi sẵn nói để cho ba mẹ con á là những người mà đầu tư cho con á là thứ nhất con dạy cho cháu bắt cái tông. Đúng rồi, bắt cái tông cho nó rõ tại vì lúc đầu á cái ranh đầu nó không có rõ cái là cháu bắt là có cái đợt sau vô mà hát đạt tông là thấy thua rồi. Cái chương trình này cái tiêu chí là gì? Có tài và tạo tiếng cười. Thì chú thấy là con đã làm sôi được cái khán phòng và chú nghĩ là khi phát hình lên thì chú nghĩ là khán giả chắc sẽ yêu thương con lắm. Vì con rất là dễ thương. Và con đã hoàn thành được cái điều đó. Con thuộc mấy bài nói chú Minh Nhí nghe nè. Ba lục tỉnh miền Tây, lâu mắt cậu mùng khuyêu. Anh ba khía. Anh ba hưng.
Gọi anh Ba Hưng. Rồi ba, đôi mắt cậu buồn hiu thử coi, hát vài câu cho anh với anh thôi. Ok. 2, 3. Đôi mắt cậu buồn hiu, hiu lư lông trời những hài đầu trưa. Ba giá miếng mùa 11 xưa, gái nắm dầm mưa. Này là đọc rồi chứ không phải hát rồi. Dương Quốc Anh, tức là Tin Tin. Con sẽ nhìn xem ban giám khảo cho con nhiều điểm nha. Cát Tường 9 điểm, Lê Quang 9 điểm rưỡi, Bình Nhí 10, cô Phương Thanh 9 điểm rưỡi, anh Lê Hoàng 9 điểm. Tổng số điểm của Tin Tin là 49 điểm. Chúc mừng con. Đến từ đâu? Kiều Dạ chúng con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận nào con? Dạ quận 6. Tập coi cái bụng nó dẻo, nó rung từng múi như vậy theo tiếng nhạc thì phải tập bao nhiêu lâu nó mới điều khiển được cái bụng? Dạ tập rất nhiều. Con thì tập được khoảng 7 tháng. Mới 7 tháng thôi hả? Còn con mấy tháng? Dạ con 2 năm. Hai năm còn con?
Trời, con cũng 2 năm. 2 năm luôn. Tiếc quá trời tiếc luôn. Cô Tường tiếc là tại sao mà mấy ban giám khảo khán giả đó không có cho tụi con lên cao cao để tụi con cộng thêm được nhiều điểm. Mà tụi con biết tại sao không? Nếu như giá từ đầu tụi con vô còn con làm con tranh nhau vô cái mớ bụng luôn là con xuất sắc rồi. Tự nhiên con làm cái đoạn đầu nó không có ra thì đâm ra nó bị phí. Cho nên chính vì mấy cái đèn đỏ đó nó chạy lên là cái lúc đầu tụi con diễn á, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà mấy con vô mớ bụng một cái là mấy con hoàn toàn thuyết phục được tất cả mọi người ở đây. Thẳng là bọn con ăn mặc thế này nó màu sắc các thứ hơn rất là nhiều. Đẹp. Đẹp rất là nhiều. Và phải nói thế này, tôi xem mũ bụng cũng nhiều rồi, nhưng mà cái mũ bụng ở cái tuổi này là chưa bao giờ thấy. Đúng rồi. Bởi vì thật ra cái bụng ở cái tuổi này khó làm lắm. Con múa thử lắc cho chú Lê Hoàng coi cách mũ bụng nào đây, 2 năm rồi. Trên xuống dưới. Đó, thấy chưa? Trời ơi, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy cái bụng chưa, đẹp chưa? Con chú là bằng tuổi con á, bữa nào chỉ cho con chú múa nha. Với chú nữa. Nói chung là quá xuất sắc. Giống như mọi người nói thì rõ ràng là ở cái tuổi của con vậy mà tụi em múa bụng. Lại giờ chú coi chú nhớ chị Hồng Ngọc quá trời luôn. Không, cái kịch bản lúc đầu thì cũng được mà tại tụi con diễn chưa có ra thôi. Chứ còn nếu mà tụi con diễn mà tập trung chút xíu nữa vẫn được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn ha. Chúng ta có tổng cộng số điểm của nhóm kèo dẻo là 47 điểm. Bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với thể loại âm nhạc với những giai điệu theo thể loại acoustic. Lời nói đầu tiên xin phép cho Thalo Ben gửi lời chào trân trọng đến tất cả các ban giám khảo, các cô chú và các anh chị và các bạn có mặt tại khán phòng ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ạ. Các bạn tập hợp nhóm được lâu chưa? Dạ, chúng em thì bạn bè chơi nhau rất là lâu rồi. Nhưng mà để tập hợp nhóm để mà mình đi trình diễn thì cách đây khoảng mấy tháng thôi. Chỉ có mấy tháng thôi. Dạ vâng. Các bạn đã biểu diễn ở đâu chưa? Dạ thì mỗi thành viên của chúng em đều có những cái công việc ở chỗ nơi biểu diễn riêng. Và tại vì chúng em chơi thân và rất là thích chương trình này nên chúng em tập hợp lại để mà trình diễn cho các anh chị và các bạn nghe. Rồi, chúng ta sẽ có 3 phút để thể hiện cái tiết mục ngày hôm nay. 3 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Có đôi khi đông vội tan, có đôi khi cuộc sống ngỡ ngàng, sống buông lời theo thời gian, chẳng kiêu nhìn ai, tháng ngày tàn phai, mơ hồ trên sương khó. Còn lại những bóng tối, chỉ còn là những nỗi đau, chỉ còn là những cánh hoa tàn phai úa màu, với chân buồn tình vai dơ. Chỉ còn là những nỗi nhớ, chỉ còn là những giấc mơ, chỉ còn là những tháng năm tuổi thơ lắng đọng. Vội trên những con đường dài, nghĩ về ai đó, tôi cảm thấy như gào xé trong hình bóng kia, thật mơ hồ. Không còn tôi thấy được gì, có đôi khi tôi chẳng biết mình là ai. Mưa ngàn đời phú vàng, mong ngày mây nắng tươi xua tan đi,
là những nỗi nhớ, chỉ còn là những giấc mơ, chỉ còn là những tháng năm tuổi thơ lắng đọng. Đi bộ trên những con đường dài, đi về ai đó. Tôi cảm thấy như gào xé trong hình bóng kia thật mơ hồ. Phần biểu diễn của Talon Band, các bạn có 78% bình chọn của giám khảo khán giả, cộng 1 điểm. Còn bây giờ sẽ là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Thì ở tiết mục của tụi em á, bài hát cũng tốt nè, đặc biệt là hai bạn guitar đánh rất là hay. Nhưng mà tiết mục nó vẫn bị thiếu một cái gì đó khát khao, một cái gì đó xoáy sâu vào trong cảm xúc. Tức là tụi em có cảm xúc rồi nhưng mà xoáy vào nữa thì chị cứ ngồi chị đợi có một cái gì đó làm cho cái sự vỡ òa trong cái cảm xúc của mình. Thì tụi em lại hay lắm, bị hay đều. Thì lỗi là lỗi ở ca sĩ. Chị muốn em không, nó không phải là máu lửa, bởi vì giọng hát em là có khoảng cũng tốt hơn anh Quang ha. Khoảng giọng tốt và lên các nốt rất là cao. Nhưng mà hình như em đang bị gò. Em không dám bung ra để cho nó có những cái cảm xúc nó phải tuôn trào ra, giống như mọi người vẫn đợi một cái gì đó bứt phá ra chút xíu để thoát khỏi một cái sự đều đều. Cái lỗi lớn nhất của tụi em đó là lỗi dựng bài. Tụi em dựng một bài hát, có nghĩa là nó có A, có B, có C. Thì rõ ràng là tụi em vô đầu, xong rồi từ đó trở đi là tụi em quấn giống nhau hết. Nó không có cái gì thay đổi. Thậm chí đoạn cuối có thể lắng lại chút xíu cái điệp khúc. Để đẩy cái giọng hát chính lên. Đẩy giọng hát chính lên, guitar đánh thưa lại. Thì rõ ràng là hiệu quả nó sẽ lên hơn rất nhiều. Có cái góp ý là có nghĩa là quýnh rốc không phải là mình cứ quạt rần, nó không phải vậy. Nó phải có sự tinh tế trong đó. Nhưng mà tụi em quýnh hơi bị ồn ở đoạn sau. Nghĩa là hai bạn guitar thì là quýnh độ mà ắc xăng với nhau nó chưa có. Nên vậy là tâm ra nó bị hai cái tiếng guitar nó đụng nhau, nó rất là ồn. Cảm ơn phần biểu diễn các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Chỉ còn lại những bóng tối, chỉ còn là những nỗi đau, chỉ còn là những cánh hoa tàn phai úa màu. Tổng số điểm của Talon Band là 46 điểm. Cao hả? Chín cao.
Đây là sự tích cầu cao. Hai vợ chồng đang hạnh phúc buổi sáng đi làm đúng không? Rồi cuối cùng là con thì em phát hiện cái thẹo trên đầu của vợ là em gái của mình. Sau đó em hồi ký, hồi ức lại hai anh em lúc còn nhỏ chơi đùa với nhau. Cho nên em bị nội tâm dằn vặt, người vợ không hiểu gì đó, nội dung là như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Quá chính xác. Nhưng mà thế này này, Tường, một khi mà Tường hiểu như vậy thì chứng tỏ là các bạn ấy cũng dạ đúng, cũng đúng, viên đúng, rất là rành mạch. Dạ đúng. Có đúng không? Dạ đúng. Chứ nếu không đâu có, mình đâu phải quá thông minh đâu, phải là người ta làm hay mình mới hiểu được đúng không? Đó. Là anh Lê Hoàng khen tụi em hay. Hay chứ còn gì nữa. Hay là sao? Thứ nhất á, là tiết mục có nội dung, và nội dung đấy làm cho một người ngoài hiểu được. Bởi vì múa là gì? Là biểu tượng, là hình tượng. Mà biểu tượng hình tượng đôi khi khó hiểu lắm. Và thứ hai nữa là bọn em đầu tư cái tiết mục này, nói thì nói cũng phải tính đến cái gọi là cái sự hoành tráng của tiết mục, cái sự gọi là công phu thì quá, nào là gần đấy diễn viên, rồi dàn dựng, rồi phông, rồi thì là quần áo, thì tất cả các động tác là chuẩn. Đồng thời hai cái bạn múa chính rất là ok. Phải nói thật, các bạn có học ở đâu không? Dạ, tụi em là sinh viên tự tập với nhau trong trường. Tự tập với nhau ấy hả? Dạ, vâng. Và múa thì thứ nhất là động tác rất là dân gian, rất là dẻo. Thứ hai là cái thái độ biểu cảm rất là hay. Tất cả mọi thứ đều tốt. Tôi chỉ có một cái hơi trách thôi, là cái con búp bê á, hơi tây quá. Đấy, các bạn để ý, vì là câu chuyện Việt Nam mà, thì là thứ hai nữa là các bạn hơi có cái này, các bạn dở, các bạn để cái thúng á, nó cao quá, thành ra khán giả như khi nhìn thúng đấy đó, cái thúng nó thấp đi đó. Một tí để cho thấy, người ta thấy rõ cái đứa bé đúng không? Từ nãy giờ bọn chúng tôi ở giám khảo ngồi trên cao này thấy, chứ nhiều giám khảo hay là người xem truyền hình mà họ thấp, họ cái máy quay của nó thấp một cái là họ không biết cái gì trong thúng, là họ tưởng cái bánh mì, thì là rất là hỏng. Nhưng mà phải nói thế này, nói thế thôi lại bỏ mạch cá tìm sâu, nhưng mà cái tiết mục này của các bạn là tôi rất hài lòng, thật là ước quần cái đường. Có một cái điểm này các bạn để ý nè, câu chuyện chầu cau mà cái quan trọng nhất là lúc thấy cái vết thẹo đúng không Cát Tường? Yeah. Cái này phải chầu cao đâu. Không, sự tích hồi nãy Cát Tường giọng phu, bà Cát Tường bà hiểu đúng, nhưng mà bà nói cái từ chầu cao là sai rồi. Diễn hồi nãy là dễ bị phá cảm xúc, bởi vì em trai bị lỗi ở em trai, em diễn như hai chị em bắt chí người ta sẽ cười. Bạn nữ diễn hay hơn em. Bà em biết không? Bà cảm xúc chưa hay. Tụi em phải biết là cái sự kiện chính đó là cái chỗ mà thấy được cái thẹo của người em. Vì tụi em nên nhớ là có nguyên một cái vàng cây cối mà chị Cát Tường còn tưởng trầu cao kìa. Hiểu không? Có nghĩa là cái vàng đó khán giả người ta sẽ coi, người ta bị phân tâm. Bằng chứng là tôi vừa phải coi cái chỗ này, vừa phải coi chỗ kia. Cái tiết mục này giống như anh Lê Hoàng nói, tụi em đầu tư và cái quan trọng là nó có kịch bản. Thì khi mà bạn thể hiện cái sự đau khổ, bạn chỉ có những cái động tác là bạn cũng chỉ có cứ dày. Nó không diễn tả được, nếu mà bạn diễn tả được trên nét mặt nữa thì nó càng tuyệt vời hơn. Ví dụ như khi mà bạn đang vui tươi, bạn phải diễn cái nét mặt, bạn phát hiện được cái thẹo, nhận ra em gái của mình, bạn phải diễn chậm như đó. Có thể bạn từ từ, bạn thẳng thốt, bạn xa đi ra, rồi bạn phải đấu tranh tư tưởng mà bạn diễn bằng nét mặt, ánh mắt thẳng thốt bằng gương mặt của bạn. Còn lần này bạn cứ cúi đầu bạn lắc như vậy thì nó không biểu lộ được, cho nên nó chưa chạm đến, nó mới giận giận da gà, chứ nó chưa có nổi cái da gà lên được. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thành 10, Lê Hoàng 9,5. Lê Hoàng 10, Cát Tường 10 và Phương Thành 10. Con 10. Tụi em muốn gì nữa? Con 10 của Lê Hoàng. Tổng số điểm của ban giám khảo dành cho các bạn là 50,5 điểm. Wow, một số điểm rất là cao. Chúc mừng các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ tìm ra đội số điểm cao nhất, đó là đội chiến thắng tuần. Hồ Hoàng Dũng 46,5, Tấn Trung 45, đội Cô Thuật 48,5, Bé Tinh Tinh 49, nhóm Kẹo Dẻo 47, Taloben 46, Comeback Back Team 50,5. Và một lần nữa chúc mừng cho các bạn đã là đội chiến thắng ở tuần này. Và bây giờ chúng ta sẽ thi đấu với đội vô địch tuần vừa rồi, đó là hai bé còn rất nhỏ, xiếc ảo thuật, Minh Quang và Minh Nhật. Ở đây con, ở đây. Cho chú Linh mượn lại cúp vô địch. Đây là cúp vô địch tuần.
Nếu như các bạn chiến thắng, các bạn sẽ nhận được cúp vô địch và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng để bước tiếp vào vòng trong. Nếu như các bạn không chiến thắng thì các bạn nhận được 5 triệu đồng nhưng cúp vô địch vẫn thuộc về đội này. Theo quy định thì đội vô địch tuần trước, Minh Quang và Minh Nhật sẽ thi trước. Chung là một tiết mục rất là dễ thương. Là không biết là ai dạy chó, hai đứa con hay là ai dạy? Dạ ông con. Cái này tập trong bao lâu con? Cái tiết mục này nè. Một năm. À, lần đầu tiên được coi từ con, chứ mình thấy hai con á còn nhỏ như vậy mà ra biểu diễn rất là dễ thương. Nhưng mà chú vẫn còn thèm cái gì đó, chú thấy chưa có đã. Nhưng mà dù sao thì tiết mục của tụi con cũng rất là dễ thương. Feel the love.
Từng bạn đều có cảm xúc của nhân vật của mình. Và một cái bài múa 3 phút như vậy mà các bạn tả được một cái bạo lực học đường, rồi những cái bé mà bạo lực học đường như vậy thì trước sau gì cũng sớm muộn gì cũng sẽ có cái kết rất là buồn và nó rất là nhân văn. Thật sự đây là cái tiết mục này của các bạn, nó là một bức tranh đầy màu sắc của một xã hội thu nhỏ. Nó đã chạm được đến cảm xúc của người xem. Tôi ngồi nãy giờ tôi đã kềm mà cái cổ họng nãy giờ nó vẫn cứ đắng đắng này vì nó vẫn nghẹn. Các bạn biết các bạn hay gì nữa không? Các bạn xử lý cái sợi dây á thành cái ngôi sao đó mà các bạn giống như đang với nhau, cái đó phải tập nhiều lần lắm đúng không? Lưới trời lồng lộng. Lưới trời đó. Nhưng mà đang thành cái ngôi sao, đúng không? Mà rất cái là hay nữa là lúc mà cái lưới trói hai người ở ngoài vẫn còn người nha. Quýnh bay vô luôn, hay quá. Cái đó là bay vô tù đó. Quýnh cái bay vô luôn. Hai đội nào sẽ giành được cúp vô địch và trị giá giải thưởng 10 triệu đồng? Đầu tiên là Minh Quang và Minh Nhật. Phương Thanh 9.5, Minh Nhí 9, Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Lê Quang 9 điểm. Tổng số điểm của các con là 44.5 điểm. Còn bây giờ, Comeback Back Team sẽ là bao nhiêu? 3, 2, 1, bắt đầu! Minh Nhí 10, Cát Tường 10, Lê Quang 10, Phương Thanh 10, Lê Hoàng 9.5. Như vậy là các bạn đã chiến thắng ở tuần này, là nhà vô địch của tuần này luôn. Chúc mừng các bạn! Trị giá giải thưởng 10 triệu đồng thuộc về các bạn. Và cúp vô địch hãy cầm lấy, hãy chạm lên cúp vô địch các bạn. Đây, các con không có gì buồn nha, vui lên nào. Như vậy là tuần thứ 3, chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ đến tặng kỷ niệm chương cho tất cả các đội có mặt trong ngày hôm nay. Mời các con